Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm thôn nữ miền Tây đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách quê ở Bình Hòa, hỗ trợ chính phần quà cho bà con ở ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Hộ đầu tiên mình với cùng với anh Kiệt là trưởng ấp của Cần Thuận. Hộ đầu tiên mình ghé đến là nhà của cô Ba Quyền. Mời các bạn cùng vô nhà để thăm sức khỏe của cô nha. Có hai nhà không anh Kiệt? Chị Ba ơi. Dạ cô ơi, có nhà không cô? Dạ, tôi cô Ba mới tới. Dạ mình ngồi đây ha cô ha. Dạ. Cô lên trên ngồi đi, ngồi cùng với anh á. Dạ. Dạ. Mình xích vào đây nha cô, ngồi chung. Dạ. Nhà cô Quyền ở đây từ xưa tới giờ luôn ha cô. Hồi đó giờ thì mẹ đẻ ở đây. Dạ. Con nghe nói anh Kiệt nói là nhà cô cũng khó khăn. Thì anh Kiệt có thể nói cho các cô chú biết trước cái hoàn cảnh của cô Ba Quyền không? Cô Ba Quyền thì nhà cũng thuộc diện nghèo của xã, nhưng mà bệnh sống bằng nghề đẩy đầu mũ. Dạ. Thì bệnh thì căn bệnh ung thư. Dạ. Con thì cũng một có hai bà con à. Học thì bé học cũng rất là giỏi. À. Chỉ để sống bằng nghề đẩy đầu mũ, đi móc lúa kiếm ăn hàng ngày. Dạ. Dạ, cho con hỏi cô Ba Quyền năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. 48 ha. Thì công việc hàng ngày của cô là mình đi bán đồ mũ hả cô? Hằng ngày thì có cái xe ra ngoài đó rồi đẩy khỏe thì đẩy ra gai gì đó, có cái xuồng dưới sông rồi vớt vậy. Dạ. Rồi cái đem về đó có thằng em nó cũng thương thấy đẩy không nổi rồi nó lâu lâu nó qua nó gom. Dạ. Còn mùa lúa thì cô đi móc lúa. Móc được nhiều đó, mùa mãn mùa nay được nhiều đó. Dạ, lúa mình ở đây ha cô. Dạ. Thùng hơn thùng vậy, khỏe nắng quá thì vô, còn buổi sáng thì móc sớm vậy đó. Dạ. Cô móc cái đó về để mình xay ra để ăn. Dạ. Thì thu nhập mà mình đi vớt ve chai như vậy cô bán lại là khoảng bao nhiêu tiền cho một ngày cô Ba? Bữa thì cũng khi nhiều khi ít, thì vớt tối ngày tới chiều thì cũng bữa cũng 70-80. Bây giờ mũ nó rẻ lắm. Dạ. Mũ nó có 2-3 ngàn một ký à. Dạ. Rồi cũng bữa 50-60 cũng là vớt tới chiều đó. Dạ. À, trong nhà cô Ba thì cô Ba sống với một người con ha cô? À, có hai mẹ con. Dạ. Còn chú thì sao rồi cô? Ba nó là đó thôi, từ hồi cấp mà mang bầu tới giờ về đây hai mẹ con về tự sống luôn đó. Dạ. Thì em năm nay học lớp mấy rồi cô? Năm nay nó học lớp 10. Dạ. Nghe anh Kiệt nói học rất là giỏi. Nãy giờ nó con thấy kìa, bằng khen treo toàn là học sinh giỏi thôi. Nghe bằng khen ngoài kìa. Dạ. Được rồi, nó mới thi gì cúng cô Na gì đó. Ôi, mới giỏi không? Thi đó, hạng gì đó. Dạ. Chuyện từng nay hả? À. Em là tên Hiền. Hả? Dạ. Năm nay học lớp 10 rồi cô hả? Lớp 10. Dạ. Tại hồi đó hai mẹ con có cái xuồng rồi. Hồi đó cũng như đi long đông vậy đó. Rồi thấy vậy cho nó học xuống Kiên Giang nó học. Học tới lớp 3 cái thôi cho nó biết chữ hai mẹ con. Con nghỉ cũng mấy năm đó cô, chứ năm nay là nó hết lớp 12 rồi ha. Dạ, vậy là em phải nghỉ học giữa chừng rồi sau đó học lại. Rồi về đây nè, rồi nó ngay ở xóm Ghiền rồi với cậu Ba Hành, ông làm việc đó, ông la qua, ông nói thôi cho nó học đi. Ông hâm, ông nói mẹ không cho nó học, công an phạt mày đó. Rồi thấy vậy thôi vô, cho nó vô học. Dạ. Thì giờ em thì học cũng học lớn rồi, cô thu nhập ngày thì cũng 50-70 ngàn. Như vậy là em có cần về cái gì trong học tập không cô? Có khó khăn gì không? Cái ngày khó khăn thì cũng như con nó tự nó đi mằng mướn, rồi nó mua thêm, rồi như học thiếu thì cũng như cái dây hỏi dưới hơn nữa cô cũng bệnh đó. Dạ. Uống thuốc lai gai hoài vậy đó. Dạ. Thì mình thiếu thì mình cũng như con nó muốn mua này kia thì mình đi hỏi cũng ít, rồi cái mót mũ rồi trả rồi. Dạ. Mằng lắc vậy đó, rồi ngay họ đóng lời không. Dạ. Cô cho con hỏi nha, cô đang bị bệnh gì á cô? Cô bệnh mà bú tử cung á, kêu lại cần lấy giấy tờ không, có phải giấy chứng nhận không? Dạ. Lấy ha. Dạ. Được rồi cô, được rồi, để con sẽ quay lại, con sẽ xem sao. Thì nói là bị bú cổ tử cung. Mà nó cho ác tính rồi cho ung thư luôn á. Dạ. Vậy cô có đi điều trị ở đâu chưa? Có đi điều trị
năm mấy, 2 năm trước chị, năm mấy á. Dạ. Ở trên chảnh cô cũng đi lên chảnh cũng điều trị mấy tháng. Dạ, là hiện tại là cô tiếp tục đang điều trị hay là mình ngưng luôn rồi? Cô điều trị xong rồi đi về đây cũng năm, cả năm nay không có đi tái khám. Dạ. Thấy không có tiền rồi đi lên xuống đó, thấy thôi uống thuốc nam, sắc thuốc nam uống. Dạ. Uống hoài vậy đó. Vậy một đợt gì cô đi tái khám lên đó là cô cần khoảng bao nhiêu tiền để cho đợt mình đi khám? Tái khám ngày tiền xe rồi tiền ngày kia cũng cả triệu đó rồi. Như 2-3 tháng mình đi lần vậy đó. Dạ. Rồi giờ nó khám nó mình dứt bệnh chưa hay là còn? Nó kêu đi hoài vậy gì đó, mà nó kêu miễn sao này có trục trặc gì thì trở lên trở nằm nữa. Rồi dạ. Sợ. Nó thôi dạ. lóc. Thì trước mắt hôm nay thì con đến biết được cái hoàn cảnh của cô Ba Quyền. Sau đó là con thay mặt Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách, gửi tặng cho gia đình của cô Ba một cái số tiền ha. Thì với tiền hôm nay con gửi đến gia đình cô Ba là với số tiền là 500.000 đồng. Thì con cũng xin chúc sức khỏe của cô Ba nha, thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi, con chào cô Ba ăn về. Hộ gia đình tiếp theo là An với lại anh Kiệt, kế là gia đình của anh Bằng. À giờ anh Kiệt sẽ nói sơ về gia đình, hoàn cảnh của gia đình của anh Bằng cho các bạn biết nha. Anh Bằng thì thuộc diện hộ nghèo của xã. Thì anh Bằng có hai đứa con, hai chồng hai đứa con, sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Hai đứa con thì học cũng rất là giỏi. Dạ, dạ rồi, giờ em mời anh vô nhà nha. Xin Bằng mới tới. Dạ. Qua đây ngồi với em đi. Gạch này là cũng mình xích này đi anh Kiệt. Không phải dạ. xả thì anh nó dở đó, cho dạ. gạch này lót nè. Nhà anh Bằng nhà có bao nhiêu người anh Bằng? 4 người. Dạ, 4 dạ. người. Hôm nay có mình anh Bằng ở nhà hả? Có mình, hai con bé đi về ngoại. Dạ. Ở đi làm. Còn chị nhà đâu anh? Đi làm. Dạ. Hằng ngày thì công việc gia đình của anh Bằng làm nghề gì sinh sống? Thì nói chung là đi xả lúa mướn hay mướn gì thì làm đấy, xả lúa, xả phân hoặc là xịt thuốc, dạ. các thứ, hoặc lặt vặt ai mướn gì mình làm đấy. Dạ. Thì cái đó là mình làm hàng ngày hay là mình thèm theo thời vụ anh? Theo thời vụ. Dạ. Như vậy thì ngày như vậy thì mình làm được khoảng bao nhiêu tiền? Có khi 100 ngoài, 70, cái 200 chừng. Dạ. Thì có lúc làm được, có lúc dạ, không? Có lúc được, lúc không. Dạ. Còn chị nhà thì làm gì anh? Mới vô sinh vô công ty làm. À, là công nhân. Công ty ngoài Bình Hòa hay là công ty nào? Công ty Bình Hòa. Dạ. Lương có khá không anh? Lương cơ bản tháng đâu 3 triệu, có hơn 3 triệu vậy. Dạ. Cũng ngày thu nhập cũng cỡ 100, hơn 100. Dạ, vậy là mình cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Dạ. Còn hai bé năm nay học lớp mấy anh Bằng? Bé lớn học lớp 11, bé dạ. nhỏ thì học lớp 7. Dạ. Hai bé có cần thiết gì trong học tập không anh Bằng? Nó không khó khăn đó, nhưng mà có đôi lúc có bé lớn á. Bé lớn thì hầu lần nhà trường hỗ trợ học bổng. Dạ. Bé nhỏ thì không có. Ôi, học cũng giỏi ha, hay anh Kiệt? Dạ. Căn nhà của này là của gia đình anh luôn hả? Mình tự xây dựng hay là được sự hỗ trợ? Hồi lúc đó cắt cũng như hồi lúc còn làm chữ ngấp tham gia công tác á. Dạ. Thì cũng mong vận động người trước mới đó. Gặp thì xin. Dạ. Tôn thì cũng cho, tôn mặt trận này, bên đây cũng có 15 năm. Ừ. Mà bây giờ em thấy nó cũng xuống cấp hả anh hả? Nó một hết rồi, giờ ở đây không được. Mưa là phải đi xuống dưới cái trái ở. Dạ. Nó dột, nó tát. Mình cắt đỡ cái trái để ở. Dạ. Dạ. Hôm nay thì trước thì em cũng đến cùng với anh Kiệt đây. Thì cũng gửi tặng cho gia đình anh Bằng một món quà. Ừ. Thì món quà này là do của anh Quách, quê Bình Hòa, gửi về tặng cho gia đình nha. Mỗi hộ gia đình thì anh gửi về cho em với số tiền là 500.000 đồng. Thì cũng gửi tặng cho gia đình anh nha. Chúc gia đình anh thật nhiều sức khỏe. Thay mặt gia đình mình xin cảm ơn chỗ anh Quách, chỗ anh Kẹt chứ chỗ tên gì? Chị em. Dạ. Rồi, tay nhận đây chúng có làm thành xin cảm ơn. Dạ. Rồi, em chào anh nha. Hộ gia đình tiếp theo mà hai anh em mình đi đến là gia đình của cô Bảy Huệ. Bây giờ anh Kiệt sẽ nói về hoàn cảnh của cô cho mọi người biết. Cô Bảy Huệ thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Gia đình thì hai chồng ba đứa con. Nói chung con cũng lớn mằng nhưng đi làm thuê làm mướn. Sáng hai chồng lên đồng mượn bờ kinh người ta che chạy trồng rẫy, trồng rau cải. Rồi sẽ về chiều hái về ăn sáng bán. Dạ. Rồi. Dạ, em anh đi gom nhà cô nha.
Anh này là sao? À, chào anh. Chào cô. Đi ngoài đi. Ở đây là căn nhà của cô Bảy Huệ đó hả anh? Con chào cô Bảy nha. Mình ra trước ngồi với con nha. Căn nhà của cô gì trời mưa thì sao trời? Cô qua đây với con nha. Dạ. Con không có lấy cao su che. Dạ. Năm nay cô Huệ bao nhiêu tuổi rồi? 48. Dạ. Rồi chú đâu con không thấy? Ở trên đồng. Dạ. 48 tuổi rồi. Thông thường hàng ngày cô chú làm nghề gì để sinh sống? Cũng trồng gãy đồ này kia vậy đó. Dạ. Trồng gãy là mình trồng thuê hay là đất của mình đó cô Bảy? Trồng bờ kinh ở đậu ta. Ở đậu? Ở bờ kinh ta cho. À, là cô trồng cái gì để bán? Cũng như rau cải. Dạ. Đủ loại. Đủ đồ cái này kia gì đó. Dạ. Rau cải còn người xuống như này đẩy bán. Dạ. Nhà mình có bao nhiêu người cô Bảy? 3 đứa con với 2 chồng. Là đứa con. Vậy mấy anh đồ lớn hết chưa? Có phụ giúp gia đình được gì không? Bự hết rồi mà đi mặn nó cũng không có nên thăng trơn, mặn ngay đợt bệnh đó rồi mặn không có tiền gì trơn, không có lương cấp chủng mà. Dạ. Mặn đủ mướn trọ đồ kia sống gì. Dạ. Thì giữa chú với lại cô ngày làm khoảng bao nhiêu tiền để trang trải cuộc sống? Bán tiền bữa 50-70 ngàn gì đó. Dạ. Có sống hàng bữa. Dạ. Căn nhà này của cô Bảy xây dựng bao lâu rồi mà con thấy nó dột hết trơn rồi? Cắt cái này cũng lâu rồi à, cỡ hồi trước chiều ba. Dạ. Rồi lúc trời mưa thì sao cô vậy? Trời mưa thì nó hơi tạt vậy đó. Dạ. Thì cái xu che. Thôi. Nhà này chắc em nghĩ là không còn ở được đâu anh Kiệt. Là lỗ nè. Như vậy là buổi tối cô đi dễ bị ấy lắm. Ngủ thôi. Lọt giò, lọt chân. Để ngủ thôi. Dạ. Có chỗ ngủ tạm rồi sáng đi đồng lặt rau. Lặt rau rồi chiều về đẩy đi bán. Rau chai, rau dịu gì đó lên cũng hái về bán. Cuộc sống cũng khó khăn cô ha. Dạ. Này cố gắng mằng để xây dựng lại căn nhà mới chứ con thấy nó cũng... Trời mưa gì khó khăn cho cô á, nó tạt dễ tạt hết trơn rồi, đâu còn chỗ nào để che chắn. Nó dột nó kìa, không có cái nào mà lành lặn. Dạ. Hôm nay thì con với lại anh Kiệt ghé thăm cô Bảy. Thì con đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách, quê ở Bình Hòa. Thì con cũng gửi tặng cho cô Bảy Huệ một số tiền. Cái số tiền là 500 ngàn đồng ha. Con gửi tặng cho cô, chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Dạ, là anh Quách. Dạ. Dạ, dạ. Quê của anh cũng ở Bình Hòa, cũng gần kế bên Cần Đăng. Dạ. Dạ. Rồi, con chào cô Bảy nha. Hộ gia đình tiếp theo mà hai anh em mình đi đến là hộ gia đình của bà Hai Hoa. Bây giờ anh Kiệt sẽ nói về hoàn cảnh để cho các cô chú và anh chị biết. Bà Hai Hoa đây thì thuộc hệ diện hộ cận nghèo của xã. Bà đã lớn tuổi, nhưng sống với một người con trai Út. Sống với hai chồng trai Út, hai đứa cháu. Hai cháu còn nhỏ. Sống một ngày làm thuê làm mướn, không ruộng gãy gì hết. Dạ, rồi, mời mọi người vô. Dạ. Con chào bà Hai. Đi trong luôn hả? Dạ, mình vô nhà bà Hai nha. Dạ. Vô đi. Dạ. Bà, mình ngồi đây đi bà Hai ha. Dạ, bà Hai ngồi đi. Anh ngồi cùng với bà Hai đi. Dạ. Đau hoài ha. Dạ. Năm nay bà Hai bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 ha. Bà 71 chứ, 71 rồi. Dạ, 71 rồi. Ở đây bà Hai sống một mình hay sống cùng với ai? Với thằng trai Út á. Dạ, với người con trai Út. Dạ. Thì trong người bà Hai thấy cái này khỏe không? Mệt, đau hoài à, đau cho chuyện sống. Rồi anh đau ngay ngực. Dạ. Không biết gì mà đi khám bệnh rồi làm nhà thương người liền như vậy. Dạ. Bây giờ chắc bà Hai cũng ở nhà thôi hả anh Kiệt, chứ cũng đâu đi làm gì. Nhà không à. Dạ. Rồi con cháu đi làm về kiếm tiền nuôi bà hả bà Hai? Trời ơi, đó, nó có hai đứa con nữa đó, nuôi con nuôi vợ nó. Dạ. Rồi thì nó cũng nuôi tôi đó. Dạ. Ở trong nhà thì anh với chị làm nghề gì để kiếm sống vậy bà? Thì thằng đó đi mới cắt. Dạ. Còn vợ nó ở nhà coi con. Dạ. Rồi đây tụ trường lại đưa con nó đi học. Dạ. Nó không có mặn gì trơn á, vợ nó. Dạ. Nhà này đi là... Mặn rồi đâu có ai đâu mà giữ con đâu đi. Dạ. Tại em còn nhỏ hay sao bà? Ừ. Nhỏ.
Là hai bé nó học lớp mấy hay là... Mới mùa này là vô học trụ trường, vô học lớp 1, học mẫu giáo. Dạ. Một thằng. Dạ. Con thằng kia nó còn nhỏ. Nhà này là nhà của bà hai xây cất nên luôn hả? Nhà căn nhà này. Dạ. Nhà nước. Cái này là nhà nước hỗ trợ hả anh Kiệt? Được hả? 137. Dạ. Mình cắt bao lâu rồi anh? Này lâu lắm rồi đó. Dạ, tới gần 2 năm. Bộ găm đi nó gãy hết trơn rồi, mối ăn hết trơn rồi. Dạ. Còn ngày này không có mối ăn. Ăn bộ găm xa. Dạ. Hôm nay trước thì con đến để hỏi thăm sức khỏe của bà hai nha. Sau là con có một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi về, đó là anh Quách thì quê ở Bình Hòa, thì con gửi một phần quà về cho bà hai với số tiền là 500.000 đồng. Thì con khi nhận món quà này cũng mong bà hai thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Dạ, anh Quách. Dạ. Dạ, con chào bà hai nha. Hộ gia đình tiếp theo mình với lại anh Kiệt ghé là gia đình của chú Tư Bé. Mời các bạn cùng vô nhà tìm hiểu hoàn cảnh của chú nha. Dạ, chú Tư cũng mới tới. Dạ. Nhà của chú Tư ở đây hả chú Tư? Dạ, dạ. Nhà ở đây có ấy không có tiền tới sao. Dạ. Ừ. Sao mình không đi cửa này mà chú Tư kêu con đi vòng cửa này? Nhà nó coi chừng nhà nó tôi ở bên đây, còn nhà nó bị đóng cửa lại bị để nó nhiều khi chớm nó khóa. Dạ. Tội nghiệp cho con nó không có tiền. Nó chồng thì nó ở nó có chồng mà giờ nó thôi chồng, nó gặp chồng nó quá trời uống rượu rồi. Không, bây giờ là bên đây là nhà của chú Tư, bên đây là nhà của con gái của chú. Dạ, Tư. Dạ. Dạ. Tôi. Dạ. Là tối là chú Tư ngủ ở đâu? Chú ngủ ở đây nè. Dạ, ngủ ở đây. Nhà này có mưa dột gì không chú Tư? Con thấy nó cũng xuống cấp quá. Cũng dột mà chứ đỡ chứ con rồi không có tiền mà cắt mua toan nữa. Dạ. Chứ còn để vậy dột mà lấy mấy tấm cũ che lên chứ dột hết trơn. Dạ. Cửa nẻo gì con thấy nó cũng chống phọc hết trơn rồi. Rồi bên đây thì chú Tư sống hàng ngày với ai còn thiếm có, đâu? Bả đi coi chừng mấy đứa nhỏ cho nó đi làm. Dạ. Dạ đi mình giờ ở Bình Dương. Dạ. Chú Tư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68. Dạ. Ở nhà hàng ngày thì chú Tư làm công việc gì? Thì nó tỉ ở sớm mà có ai mướn rồi đi bằng còn có thì mà giờ ở đây không có ít coi mướn lắm. Dạ. Là công việc nó không phù hợp với chú Tư hay sao? Dạ, bây giờ làm nặng làm nổi. Dạ. Cũng như người ta phụ lặt vặt ở sớm rồi người ta cho tiền xài. Dạ. Thì giờ hàng ngày là chú Tư sống cùng với người con gái hả anh Kiệt? Ừ. Thì người con gái đó đi làm rồi kiếm thêm thu nhập về. Dạ. Về lo cho con rồi lo cho chú Tư nữa. Bởi vì nó ba bốn đứa con ra con rồi, rồi nó bây giờ chồng nó giờ sinh xe, nó giờ nó làm một dương rồi nó làm yêu đủ sống chứ không có dư giả gì. Dạ. Giờ tiền nhà nước thiếu nhà nước tháng mà còn không có tiền trả cho nhà nước. Ừ. Tháng có 60.000 mà nó đi làm mấy tháng trời chưa có đóng cho tiền cho ba. Dạ. Mình làm nhà lên là mình dây nhà nước hay sao chú Tư? Cái này nó dây nhà nước cho 10 triệu. Dạ. Rồi cho dây 25 triệu. Dạ. Rồi nó cắt. Thì hiện tại thì mình vẫn còn trả số tiền của ngân hàng. Còn. Còn. Dạ. Nó còn thiếu bây giờ. Mới đóng có mấy năm nay mà nhiều khi có tiền. Dạ. Thì hôm nay con với lại anh Kiệt cũng ghé thăm chú Tư. Dạ. Thì con cũng đại diện Mạnh Thường Quân là anh Quách gửi tặng cho gia đình chú Tư một phần quà với số tiền là 500.000 đồng ha. Thì con cũng chúc cho gia đình chú thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mình về anh Kiệt ha. Dạ. Chào chú Tư nha. Hộ gia đình tiếp theo mà hai anh em mình đi đến là gia đình của cô Bảy Thuận. Mời cô chú vào thăm gia đình của cô. Ở này phía trước là gì anh? Ba cái phế liệu, cái tiệm phế liệu của bên đó. Dạ. Mình lựa rồi nó gửi, mình lựa mướn cho nó. Dạ. Dạ, thưa cô Bảy mới tới. Dạ. Ừ, trên đó mới ở, mới hỏi, mới nói đó. Dạ. Ừ. Dạ, cô ngồi đi đi cô Bảy. Ngồi hả? Dạ, bữa nay con với lại anh Kiệt ghé thăm cô Bảy. Không có đứng hả? Dạ, ngồi cô Bảy, ngồi bình thường. Ngồi mà sao? Dạ, ngồi với con bình thường. Dạ. Nhà cô Bảy sống có một mình à hả? Mình nên nhỏ lớn đó, nuôi cha. Dạ. Mẹ, cha mẹ mất hết ở mình nên. Dạ. Đó, rồi mặn mình nên vậy đó, ai kêu thì mặn nấy. Ừ. Lớn tuổi rồi cô ơi, nó cũng đau đau hoài, đau lưng vậy đó. Dạ. Đó. Rồi cái rồi bây giờ anh em nghèo không mà có đâu cho mình cắt cái nhà được.
Dạ. Nha. Anh em có khá giả, người già chịu thì chịu không được nữa. Dạ. Nghèo khổ không có con cái nữa thôi. Ở gì nào sập, gì nào yếu ấy, hả nói với ấp đồ để giúp đỡ. Thấy không? Còn không giúp đỡ, không có giúp đỡ thôi chứ mình giờ chịu thôi chứ có nói gì giờ, thấy không? Con 7 năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tết là 70 rồi. 70 hả? Con thấy sức khỏe của cô 7 cũng rất là tốt quá. Ờ giờ cái không có bệnh hoạn chứ đau lưng cũng có quá sống nè. Dạ. Bằng gì lâu bằng cái này lâu cái đứng dậy chứ đau lưng họ lâu đâu có được, lớn tuổi mà. Là mình lột cái vỏ mũ ra cái mũ rồi hả? Cái da vỏ rồng nứt uống nước đó rồi mới bỏ ra mình lôi về nửa bao gì đó lôi về làm từ từ. Dạ, cái đó mình làm gì cô bảy? Như ta lột cái bển cho cái liệu đó, người ta ta căng lại. Dạ. Ký 2.000. À, ký 2.000. Một ngày vậy cô bảy làm khoảng bao nhiêu tiền? Không, cái này như là ở dồn cái đó, không gà dồn cái đó thì nữa nó căng cái một như vậy, chừng 500-600 ngàn, 600-700 ngàn như đó có 2.000 ký à. Mà dồn lại lâu ha. Ừ, được bao một bao ngày, một ngày khoảng nhiêu ký mà làm á? Sao biết được, cũng như mình lo gì hơn nửa bao cái đổ vô dồn dồn bao đó cho cứng đó, nữa ta căng bao 20-30 cái đó cái ta tính tiền. Dạ. Vậy đó. Cô bảy với làm gì vậy chứ lớn tuổi gì làm gì chứ mình đâu làm việc nặng được. Dạ. Như vậy thì hàng tháng cô bảy cũng có thu nhập rồi. Nhà nước hiện tháng cho 400 lãnh tiền lương đó. Tiền lương. Cho tiền điện tháng 30. Dạ. Cũng có hơn cũng không phải không? Thì mình thiếu đủ gì mình lấy vô. Dạ. Vậy đó. Dạ. 80 hay 50 được hưởng 80 nữa là hưởng gì? Hưởng gì? Cái nhà nước hỗ trợ là tiền gì á? Tao có biết đâu à. Không nghe nói sao. Bạn này là nhiêu tuổi rồi? Chết rồi 70 đó, tuổi thịnh đó. 70 là em thấy chưa đủ tuổi mà, chưa đủ tuổi để hưởng mà. Bệnh. À, về bệnh. Nhưng mà thấy bà chỉ có đau về xương sống. Cũng còn vận động được. Mẹ. Với giờ như người có thiếu không? Thiếu máu não. Hưởng chế độ lên vàng neo đơn. À, vàng neo đơn, nhà neo đơn. Là nước áp rồi vậy đó. Vì đâu có mặn, vừa không mặn gì, bà cứ nghĩ rồi. Dạ. Hôm nay con với anh Kiệt đến là trước là thăm sức khỏe của cô Bảy nha. Sau là con đại diện Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách. Gửi tặng cho cô Bảy một số tiền nha. Rồi mấy cô ở đâu? Dạ anh Quách. Anh Quách, cái này phần này là của anh Quách gửi tặng cho cô Bảy. Với số tiền là 500 ngàn đồng. Là xin chúc sức khỏe của chú Bảy, cô Bảy nha. Anh Quách ở Bình Hòa. Quê ở Bình Hòa. Dạ. Cô cũng ở ngoài ha. Dạ. Cái này là phần của anh con, là anh Quách ở Bình Hòa. Cô chơi nha. Anh có con gửi tặng cho cô Bảy. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc sức khỏe cô Bảy nha. Hộ gia đình tiếp theo mà mình với lại anh Kiệt kế là gia đình của chú Ba Bảo. Mời các bạn cùng vô nhà nè. Nhà này là dính liền với nhà này luôn hả? Đấy, anh Kiệt. Đất hẹp á, cắt cái đường đi chung. Dạ. Dạ, chú Ba mới tới. Dạ. Cái này chắc xưng anh chị được rồi. Dạ. Dạ, mình ngồi dưới đây nha anh chị, mình ngồi dưới nhà đi. Dạ. Anh Kiệt ngồi đây với em cũng được nhé. À, mình ngồi xích qua với em đi ha. Xích qua đặng thấy. Dạ. Đây anh chị sống, em thấy căn nhà bên đây. Dạ anh qua đây nè, anh qua đây mới được, anh Kiệt qua đó. Thì cái căn nhà của mình nó dính liền với là căn nhà của ai bên đó vậy anh? Của bà mẹ. À, của mẹ anh hả? Còn anh với chị thì sống bên đây. Dạ. À. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 45. 45 hả? Rồi còn chị? Dạ 33. 33. Hằng ngày công việc của anh chị nhà là mình làm gì sinh sống anh chị? Thì anh thì bằng hồ, vợ ở nhà thì ai kêu ai bằng móng kêu cũng có ở nhà. Anh chán tiếp phụ nhỏ bạn tiền. Dạ. Vậy là một ngày bình quân thu nhập của anh chị là được bao nhiêu tiền? Ngày ảnh hình như mặn có 200 mấy, bữa nào mà em mặn thì bữa đó cũng 6 để chỗ. Còn ít thì nhầm khi 2-3 lượng như vậy. Dạ. Ở đây nhầm trong quê mình mặn bộ tay với bộ chân có 15 ngàn à. Dạ. Dạ. Hình như bữa nãy em thấy cái chân của chị bị tật hả chị? Dạ. Chị có thể đứng lên cho em xem được không? Dạ. À, cái chân này chị đi tới em được không? Chị chuyển được không? Dạ được, chị chuyển được cho em đi bình thường. À, cái này là chị bị từ nhỏ hả? Không, lúc mới sinh ra hồi đó bị bệnh mà sốt huyết hồi xưa chị. À. Chính trúng răng, bị hút răng á. Ờ. Người tới lớn người ta nói mình có điều trị được không? Cũng như hồi nhỏ cũng có điều kiện như bên ngoài kia Mỹ á, mình quỷ nó thấy mình vậy đó rồi kêu đi qua bển á, rồi cái nói rằng là trong hồi đó thôi cha mẹ sẽ không có tiền. Dạ. Không có tiền xử.
anh chị có bé nào chưa? Dạ có, bé lớn thì nó có chồng rồi, còn bé nhỏ có nó học năm nay tụi trường này học lớp 4. Năm nay chị có 33 tuổi mà bé lớn lập gia đình rồi. Em là sao? Cái này em là sao? Ồ vậy hả? Dạ. Có chồng là con của bà trước nha. Chứ bỏ đi bỏ mẹ mà bỏ mẹ con hai ta con. Dạ. Bé lớn được bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 21. 21. Dạ. Bởi vì em nói ủa sao chị có 33 thôi mà bé lập gia đình rồi. Thì cuộc sống thì anh với chị chắc cũng phải gói ghém chi phí ha. Để sinh sống. Thì căn nhà này là do mình tự cắt nên hay là chị được sự hỗ trợ với anh chị? Đó, con thầy ngoài xòe cũng bán mấy triệu đó, thì đó 3 triệu rồi đó. Yeah. Thấy gì ẻo quá, họ lấy về luôn, cắt ở luôn cha mẹ chứ cho cắt này nữa. Cha mẹ nghèo rồi sao, cho con tiền được cho. Dạ. Yeah. Nhà này em thấy đi nãy giờ nó cũng khắc khiêu á, tức là nó cũng thấy nó cũng mục á anh kìa. Yeah. Cũng xuống cấp nhiều. Ở trên thì có bị dột mưa không anh chị? Dạ có. Trời mưa lớn á, bữa nào mưa lớn dông lắm, cái nó tạt hết trơn rồi, sao nó bị tóc thiết á. Dạ. Rồi bữa đó kêu ông xã, ổng kiện với chị lại. Dạ. Dạ. Cỡ này mưa dông cũng lớn. Dạ. Hôm nay thì trước thì với đi với cùng với anh Kiệt đến thăm gia đình của anh chị. Sau là em đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách, gửi tặng cho gia đình chị một số tiền nha. Thì em sẽ gửi cho chị với số tiền là 500.000 đồng. Thì chúc anh chị cũng thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ rồi, em chào anh chị nha. Dạ. Hộ gia đình tiếp theo mà mình đi đến là gia đình của anh Hai Trường. Mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng thăm gia đình nha. À. Anh chị mới tới. À, dạ. Mình ngồi dưới đây đi chị anh không, chị. Không, ngồi đây dạ. Đi. Ngồi đây, ngồi đây hả? Dạ anh chị ngồi. Đó, ngồi đi, dạ ngồi dạ đây, rồi. Anh với chị lên đây ngồi với em đi. Rồi, rồi, dạ. Chị đây kìa, lên đây ngồi nè. Dạ. Mình ngồi đây đi anh chị. Cho em hỏi thăm chút nha. Chị ơi. Anh với chị qua đây nè. Qua đây ngồi với em đi. Anh xích qua, anh xích qua đi. Ờ, anh chị cho em hỏi là anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 48. 48. Còn anh xích qua em nè, xích qua em nè. Anh 45 rồi hả? À, gia đình mình sống bao nhiêu người anh? 4 người, 2 đứa con. Dạ. Đó, con gái 21 tuổi rồi, thằng trai 15 tuổi. Dạ. Hiện tại là anh hai người con đi làm hay sao chị? Con gái bằng Bình Dương, thằng trai thì mặn đây mà giờ nghỉ rồi. Dạ. Nhưng bằng tao không phát lương đó. Dạ. Rồi kêu nó nghỉ. Dạ. Nó mới 14 tuổi rồi, chưa được 15 nữa. Dạ. Còn hàng ngày thì chị làm công việc gì để sinh sống chị? Chờ ông này đi xấy lúa, tôi ở nhà cơm, nước, gà, dịch, quần áo, chứ chị nhà không mà chứ không mặn được gì hết. Dạ. Yeah. Đâu có đi mặn mướn đâu. Vậy anh Trường mặn xấy lúa ở đâu? Là xấy ở đâu ngoài này, ngoài nhà máy. Ra suốt mà. Dạ. Một ngày thu nhập của mình được bao nhiêu tiền anh Trường? Mình có ăn tấn, nếu mà một ngày bán 200 ở bên ngoài. Dạ. Yeah. Thì mình được bao nhiêu tiền? 200 ngoài 1 ngàn. À. Vậy là ngày nào anh Trường cũng có thu nhập ra vô? Ngày được, ngày không. Ngày được, ngày không. Giống như tới mùa lúa thì mình có. Còn không có mùa lúa thì mình ở nhà mình làm gì anh Trường? Đi làm hồ. Làm hồ, kiếm thêm thu nhập ha. Anh Trường cũng giỏi ha. Ở nhà mình nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt chị? Nhiều khi có nhiều thì bán mười mấy, 20 con cũng có. Mà giờ ít lại rồi. Như đỡ cúm đồ đó nó chết. Dạ. Yeah. Cũng khó nuôi ha chị? Khó, khó nuôi. Đỡ cúm lại chết trơn à. Ờ, căn nhà này là do anh chị tự xây dựng nên hả? Cái này là đất á, mình ở đất đậu của Diện 2, hai mã này nè. Dạ. Ở đất đậu của Diện 2 là nhà máy á, là nhà này đó Diện 2 cũng cắt cho. Dạ. Diện 2 nghe cắt cho ông già chồng ở. Ừ. Rồi bây giờ ông già chồng đi về dưới ở rồi hai chồng ở trên đây với hai đứa con. Dạ. Như người ta lại đây cắt nhà thì mình đi về dưới ở lại. Dạ. Mà cái tôi thì ở đây rồi chừng nào người ta đuổi thì mình về dưới ở. Dạ. Về dưới còn cứ em chồng ở dưới á. Ông chồng nó thôi ở trên đây đi, đừng dễ đi mà ăn. Dạ. Thấy căn nhà của anh chị nó cũng siêu quẹo hết trơn. Dạ, rồi. Trời gió không, cũng không, sợ. Không, trời gió không dám ngồi nữa, ra đứng cửa đó đó. Dạ chị. Mà lỡ có sập nó chạy ra ngoài sân. Đây nào mới đóng dáng nè, em và chồng lên đóng giùm nè, còn những buồn xuống thật ra. Dạ. Ông chưa có ở không lên mặn nữa. Trời mưa có bị dột không chị? Có dột, thấy mấy cái lỗ đinh này nè, nó nhiễu nước tùm lum hết trơn á. Dạ. Hôm nay thì em đến thì cũng biết gia đình của anh Trường với chị có nhiều cái khó khăn. Thì hôm nay thì em cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách. Thì cũng gửi tặng cho gia đình mình
một số tiền để cho trang trải đỡ cho cuộc sống. Phần tiền ngày hôm nay em gửi cho anh chị nha, có số tiền là 500.000 đồng. Dạ, chúc sức khỏe gia đình nha. Rồi thôi em xin phép anh chị em về. À, mình với lại anh Kiệt là ghé tới hội thứ 9 rồi các bạn. À, giờ là nhà của cô Hai Lệ. Giờ mời các bạn cùng vô hỏi thăm sức khỏe của cô nha. Kiệt vô. Cái này là cái hàng rào hả anh Kiệt? Cửa hàng rào. Dạ. Dạ. Thưa bà, hai mới tới. Hai cô mới tới. Dạ. Mình nói giờ thì... Mình ngồi ở đây luôn hả anh Kiệt? Đấy, nãy em nó sắp ngoài. Dạ dạ. Nó nói qua mình. Dạ. Xác xác qua qua bà mẹ đi. Dạ, qua dòng một cái nhà lọt 30 thiết ở trên luôn. Dạ, hôm qua mưa lớn lắm hả cô? Kia trống luôn. Dạ. Lại. Dạ, con qua đây ngồi với cô Hai nha. Dạ, năm nay cô Hai nhiêu tuổi rồi? 83. Dạ, 83. Thấy cô Hai nhìn giống bà nội con quá. Sức khỏe của cô Hai tốt không? Bà Hai tốt không? Dạ. Dạ. Nào giờ bà Hai có bị bệnh gì không? Có bệnh ho. Dạ, ho dạ. Thôi ha. Dạ. Dạ. Có nhức mà mình mẩy gì không bà? Dạ, không có. Dạ. Cái người ngồi kế bên của bà Hai là cái gì của bà Hai? Con. À, con. Dạ. Là chị có phát triển bình thường không hay là nó, có bị bệnh gì không? Nó bệnh tiểu đường đó cô. Dạ, bị bệnh tiểu đường. À. Vậy là cô có nói chuyện với con được không? Nói nghe con nghe không được đâu. Dạ. Nó nói chuyện khó nghe lắm. Dạ. Vậy hả? Dạ. Mình bị dị tật gì anh Kiệt? Rõ ra miệng bị méo vô, nó nói chuyện không được. Dạ. Từ nhỏ tới lớn luôn hả anh Kiệt? À. Lúc mà bà Hai sinh ra là cô đã bị vậy rồi. Chưa. Chưa. Dạ. Mới bệnh trai nhà. Mới bệnh đây. Bao lâu rồi bà Hai? Chứ nhớ lâu lắm rồi đó. Nó bệnh cũng 500 năm nay rồi. Dạ. Bà Hai sống ở đây với ai bà Hai? Hả? Bà Hai sống ở đây trong căn nhà này với ai? Bà cháu nhỏ đó. À, bà cháu. À. Rồi với lại cô kế bên. À. Dạ. Thì hằng ngày là bà Hai được ai chăm sóc? Thì nó ở nông thôn đó. Dạ. Là nhà này là nhà của bà Hai? À, dạ. Dạ. Thì chị cái cô đó là đi làm mà nuôi với bà Hai luôn. Dạ. À. Bây giờ bà Hai cũng lớn tuổi. Làm là nhỏ út ha. Dạ. Còn bà chị nãy là chị thứ mấy? Chị con gái thứ mấy của bà giờ nuôi dạ, nuôi á? Không, cái chị mà nuôi dạ, nuôi thứ tư ha. Dạ. À, có gia đình rồi về đây nuôi. Dạ. Dạ. Gì phụ nữ không anh? Ở trong nhà thì có phụ nữ không? Căn nhà này thì bà Hai trời mưa rồi có bị dột không bà Hai? Ở đó. Dột chứ, mưa dột nát hết trơn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Căn nhà này là do bà Hai cắt lên luôn hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Em thấy nó cũng gạch đồ này kia là cũng gạch ngày xưa đó, trơn nè anh kìa. Ở trên thì nó còn mấy cái thiết. Mà yeah. Bà Hai có cảm thấy nóng không? Nóng lắm cô. Ừ. Còn cô kế bên là năm nay được nhiêu tuổi rồi bà Hai? Nó năm mấy tuổi rồi. Dạ. Yeah. 56. Cô có gia đình gì không cô? Không. Ở vậy với bà Hai từ trước tới giờ. Cô ra đây ngồi với con luôn đi. Dạ. Cô mắc cỡ hả? Bà Hai ơi, hôm nay thì con với anh Kiệt á đến thăm bà Hai nha, thăm sức khỏe của bà Hai nè. Dạ. Sau thì con đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Quách, gửi tặng cho gia đình bà Hai một phần quà nha. Đây, với số tiền là 500.000 đồng. Chúc bà Hai thật là nhiều sức khỏe nha, với lại mấy cô nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn dạ. 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 Dạ, bà Hai khỏe nha. Dạ. Dạ.